Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại Hiền thôn Cang Giang, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Bà con nơi đây sống bằng nghề đánh bắt hải sản gần bờ. Thì qua một buổi chiều đánh bắt gần bờ xong thì bây giờ các ngư dân đã cho thuyền quay trở lại bờ để tháo gỡ những con cá mắc lưới ra khỏi lưới. Mời các bạn cùng xem video, theo dõi bà con nơi đây đánh bắt hải sản gần bờ và sinh hoạt như thế nào. Mời các bạn cùng xem video. Gỡ thế à? Không đùa cậu. Cá tít bên này. Chuông khoảng cỡ 2 tạ. Cầm nhung ăn cua, ăn gà nhiều quá rồi, không cho ăn cá nữa. Rồi, thuyền vào bờ đây, mọi người ơi, ở quê biển rất mát. Không phải ha. Dạ chứ làm gỏi mà ngon mà. Chứ mà đâu mà làm gỏi mà tuyên. Biển êm ru mặt rơi. Bán đất biển luôn, cách Cửa Tùng 2 cây số, cách Cửa Việt 8 cây số, giá khởi điểm 300 triệu, cá tươi, biển trong lành, sổ đỏ chính chủ luôn. Vâng, chưa bật vỏ.
Còn mức lạ không nhớ? Không còn mức lạ. Cả dưới nhỏ nhỏ đấy ha, có ha. Cả nhỏ đấy cả chứ. Chị Yến ha, để cho nói vấn nặng nặng cho chị Yến nha. Cho bánh cái bộ cho đấy. Tôi nhanh ngắn quá. Cá tươi sân. Ui, mới vô đang nhảy lên đất. Mọi người ơi, mọi người ơi. Xem cá đi, không có ăn luôn. Muốn nặng cho chi nè. Có muốn mà muốn. Đất mì đi mà. Mang nó là to chứ đi. Chưa to rồi, có núc to chứ đi. Ui à, dịt ní mà ăn cả tít mà to nên thì đừng hỏi nữa hết. Ai hai để cho bán đi. Đi đi. Để cho núc nó đi. Để cả núc với ăn cả tít với ăn đi. Cái gần núc có cái gần tít cái lô đá đó. Cả núc mà nó thấy cả núc mà nó. Một cả nó chả có chứng nào mà ngon. Em ăn cái núc không? Bạn bạn ơi, bạn hai cân. Cân nhân cân cân núc nè. Cá núc mi. Cá núc mi. Đấy ha. Ừ. Cá núc con to thế. Nhưng mà con nhỏ này con càng ngắn. Ê có chết à? Ừ. Dạ. Đó còn lén chứ. Đó. Con cá chín dai. Mình kéo chi gì mình đây. Cá mới vào bơ, đủ thử cá. Mình tạm xuống. Mà không mà mưa rả, mưa thì mưa chơi lạ. Đây là đang lừa cá nha. Còn bên này là đang rủ cá nha. Hôm nay về nhà thấy mát mẻ. Ôi, cá nhiều, trời ơi. Về nướng chú ơi, chú Thủy ơi, về nướng. Cả tha hồ mà nướng. Ai được con? Lọc mai,